Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Xin được gửi đến quý vị và các bạn là một video một cây xanh tràn chậu. Còn hiện nay thì nó đang hơi bị rối. Các bạn cùng theo dõi định hình cũng như cô gọn lại chất lượng hơn. Lồm bồm nhiều quá các bạn ha. Mẹ mượn cái to đấy. Thank you.
nhích ra ngoài. Giờ lấy một tí đất, tí bậc. Tôi đang bật kia. Cái này thì cắt dễ này bỏ đi. Đó. Đấy, bắt nó cắt ra đi. Lấy một tí bầu thôi. Thấy cực đẹp. Rồi, các bạn thấy nhìn sướng không? Rồi, các bạn nhìn thấy đáng yêu không? Mai, nhanh lên. Làm sao là xong kia đã còn gì nữa. Xin phê không? À, sáng giá này. Oh!
Vâng, quý vị và các bạn vừa theo dõi chiến sự cắt giật một cây xanh rất là nhiều đầu và chuyển một cái chậu mới và cho nó lùn. Nó khoảng sau này cây hoàn thiện khoảng trên 50 phân. Một người khỏe nó bê, hai người yếu là khênh. Di chuyển đâu cũng được. Trông rất là điệu. Khi mà chuyển rồi thì các bạn lưu ý là khoảng vài ngày đầu chúng ta chưa cần tưới. Các bạn chỉ cần lấy cái bình xịt dưỡng ẩm thân thôi, chứ không nên tưới đẫm nhé các bạn. Nếu mà tưới đẫm nó sẽ bị thối đầu rễ. Và chúng ta phải cho vào chỗ bóng mát hoặc là căng lưới để. Và đặc biệt là những ngày đầu, vài ngày đầu chúng ta không nên để nước mưa vào. Chúng ta nó nhẹ này chúng ta có thể khiêng vào chỗ nào không có nước mưa. Chúng ta xịt vào nước lã rồi nhá. Ok, kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn. Các bạn thấy video này ok, chúng ta có thể like và chia sẻ để chiến sự làm video phục vụ quý vị các bạn.